Chủ hỏa thần trí quang chiếu sáng, chủ phong thần mão làm bằng ma ni, chủ phương thần minh luyện tất cả nghi thức mười phương, chủ dạ thần chuyên cần trừ diệt vô minh đen tối, chủ chú thần xiển minh Phật nhật một lòng không lười, chủ không thần trang nghiêm pháp giới tất cả hư không, chủ hải thần khắc độ chúng sinh vượt các biển cõi, chủ sơn thần thường siêng tích tập căn lành trợ đạo, hướng nhất thiết trí cao lớn như núi. Chủ thành thần thường siêng thủ hộ tâm thành bồ đề của tất cả chúng sinh. Các đại long vương thường thủ hộ vô thượng pháp thành trí nhất thiết trí. Các dạ xoa vương thường siêng thủ hộ tất cả chúng sinh. Càn thát bà vương thường khiến chúng sinh tăng trưởng hoan hỷ. Cưu bàn trà vương thường siêng trừ diệt các cõi ngạ quỷ. Ca lâu la vương luôn nguyện cứu giúp tất cả chúng sinh thoát khỏi các biển cõi. A tu la vương, nguyện được thành tiểu thân các như lai, cao xuất thế gian. Ma hầu la giả vương, thấy Phật hoan hỷ, cúi đầu cung kính. Các đại thiên vương, thường nhàm sinh tử, luôn thích thấy Phật. Các đại phạm vương, tôn trọng đức Phật, tán thán cúng dường. Bồ Tát văn thù sư lợi với các chúng Bồ Tát, công đức trang nghiêm như vậy, ra khỏi trụ xứ của mình, đi đến chỗ đức Phật, đi vòng bên phải Đức Thế Tôn trải qua vô lượng vòng, dùng các đồ cúng dâng lên đủ thứ sự cúng dường. Cúng dường xong rồi, lui ra đi về hướng Nam, đến nơi nhân gian bấy giờ tôn giả xá lợi phất nương thần lực của đức phật thấy bồ tát văn thù sư lợi với các bồ tát chúng hội trang nghiêm ra khỏi rừng thạ đa đi về phương nam du hành nơi nhân gian bèn nghĩ như vậy nay tôi nên cùng với bồ tát văn thù sư lợi đi về phương nam bấy giờ tôn giả xá lợi phất với sáu ngàn vị tỳ kheo vây quanh trước sau ra khỏi chỗ ở của mình đi đến chỗ đức phật đảnh lễ chân phật bạch đức thế tôn ý định của mình đức thế tôn hứa khả rồi đi nhiễu bên phải đức thế tôn ba vòng lui ra mà đi đến chỗ bồ tát văn Thủ sư lợi Sáu ngàn vị tỳ kheo đó đều ở chung với Ngài Xá Lợi Phất, xuất ra chưa bao lâu. Đó là tỳ kheo hải giác, tỳ kheo thiện xanh, tỳ kheo phước quang, tỳ kheo đại đồng tử, tỳ kheo điển xanh, tỳ kheo tịnh hạnh, tỳ kheo thiên đức, tỷ kheo quân huệ, tỷ kheo phạm thắng, tỷ kheo tịch huệ, có sáu ngàn vị tỷ kheo như vậy, đều đã từng cúng dường vô lượng chư Phật. Trồng sâu căn lành, sức hiểu biết rộng lớn, mắt tin sáng suốt, tâm lượng rộng lớn, quán cảnh giới của Phật, rõ bản tánh của Pháp, lợi ích chúng sinh, thường thích siêng cầu công đức của chư Phật đều được Bồ Tát văn thủ sư lợi, thuyết Pháp, giáo hóa mà thành tựu.